Xanh thường á, thì em có cảm giác là em lành lẹ hơn. Còn đối với xanh mỏ thì cái việc mà để mà mình đi đi lại hay là ẵm bồng con á, thì thấy khó khăn hơn. Nhưng mà khi mà sinh mổ vậy, lúc mà ở bên đây á, Yeah. thì em ở trong bệnh viện bao lâu? Em chỉ ở 2 ngày thôi là em xin về. Em muốn đi về sớm là để lo cho bé đầu tiên, tại vì mà lạ nước cả cái qua bên đây á, rồi ở nhà không không có thấy ai quen á, chỉ có thấy mẹ là quen nhất thôi, còn họ hàng thì đều là người lạ mặt, nên là bé rất là sợ. Nói chung là đi đâu thì cũng phải cần có mẹ hết, hay là nấu nướng cái gì là nói chung là túc trực 24/24 sát bên mẹ không rời. Nên là khi mà chồng chở vô thăm mẹ thì thấy 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 mẹ tập đi thì đi vòng 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 ở trong khuôn viên bệnh viện nè, thì cứ mỗi lần em đi ngang phòng á là kéo tay em đi tiếp, không có Dạ. cho vô phòng. Thì em mới nghĩ là chắc trong trong phòng chán quá nên là muốn đi vòng vòng. Xong lát rồi em bé khóc đòi ti á, thì em mới đi vô, nó lại cũng không cho, cái đứng nó khóc hoài không cho vô. Cái mình mới hỏi là sao con vậy, bé nó nói mà em không có nghĩ là con nít mà cỡ 2 tuổi mấy 3 tuổi mà có thể nói lên cái câu đó. Là bé nó nói là mẹ vô phòng là mẹ chơi với em, mẹ không có chơi với con được. Dạ em tên là Trang. Em là một bà mẹ bỉm sữa, em qua đây được khoảng 3 năm rưỡi. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc hiện tại của em là chỉ là làm mẹ thôi. Ồ, làm mẹ với nội Dạ. trợ. Em qua đây được Dạ em qua đây được khoảng 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Đứa Dạ. nhỏ qua cùng với em luôn. Hay Dạ, là em bé sinh lên đây? bé bé lớn thì em sanh ở Việt Nam rồi đi cùng với em qua đây, còn hai bé nhỏ còn lại thì em sanh bên đây. Là em đi theo diện vợ chồng. Dạ đúng. Khi mà em bắt đầu đặt chân tới Mỹ Dạ. thì có khoảng bao lâu em sanh em bé, có bầu, biết tin À. mình có bầu Em biết tin có bầu khi mà hai mẹ con em chuẩn bị hành trang đi qua đây. á? Thì là mình đã biết tin có bầu bé thứ hai. Dạ, còn bé đầu tiên là em khi mà chồng em về, tụi em đám cưới xong là chừng khoảng 2 tháng sau là em đã có bầu bé đầu tiên rồi. Sau đó là chồng em trở lại qua đây, chỉ có hai mẹ con lủi thủi ở bên đó một mình, tự đi khám thai, tự này nọ hết toàn Vậy bộ. luôn. Dạ. Rồi anh có chia sẻ với em không? Dạ thì mỗi lần đi chồng em đi làm về thì cứ FaceTime với vợ con rồi hỏi giờ này ăn uống sao như thế nào. Nhưng mà được cái là tại vì nhà mẹ chồng với lại nhà em thì chỉ có cách nhau có 2 cái cầu thôi. Vậy là cũng đỡ Dạ, á. nhưng mà thì do là sợ sợ bùa vợ buồn rồi tủi thân nên là có xin, trước khi mà chồng em quay lại Mỹ thì có xin với lại ba mẹ hai bên là cho vợ con đi về nhà bên mẹ đẻ ở để cho đỡ tủi thân rồi đỡ buồn này nọ, nên là em cũng có về nhà mẹ. Vậy nhưng Dạ. mà vẫn buồn tại vì không có Dạ. chồng. Đúng rồi, những cái lúc mà con đạp hay là những cái gì đó mình muốn share với chồng Dạ. mình đó thì lại không có. Dạ. Nói chung là nó vẫn là một cái gì đó rất là thiếu trong cái lúc mà mang thai. Nhưng mà bây giờ thời đại cũng tân tiến, mình Không, có thể FaceTime, mình có thể chỉ như là em là một người rất cần một người, khi mà có bầu rất cần một người đàn ông gần bên hơn là những cái quan tâm xa. Đối với em nó không có, nó đủ không đủ nữa. Còn em thì em cảm thấy sao, em có cảm Dạ. thấy là nó bị thiếu không? Giống như là dạ cũng buồn, tại vì cứ bên mình sáng thì bên kia lại tối, nên nhiều khi mà những cái gì mà mới mà của con bắt đầu á thì mà mình muốn chia sẻ liền á, thì lúc đó chồng mình lại đang ngủ, mình đâu thể nào mà gọi qua để Mình phải báo, đợi mình phải đợi. Nhưng mà đợi tới đợi tới lúc mà chồng thức á, là cái cơn đó nó qua đi rồi, nó hết vui rồi, nên là mình chỉ chia sẻ giống như là cho có vậy thôi, chứ không cái niềm vui nó không được trọn vẹn như cái lúc mà mình mới phát hiện. Vậy là bé đầu là bé gái. Dạ. Rồi khi mà biết tin bé thứ hai thì anh có bị bất ngờ không? Dạ có, tại vì vợ chồng em thì tụi em quen nhau từ hồi cuối cấp 3, mà quen 10 năm sau tụi em mới bắt đầu đám cưới. Dạ, nên là hai đứa thì tính nhây rất là cao. Nên là thường thường là mỗi lần mà báo tin mà mang thai á thì là thường thường là chồng em hoặc là mọi người trong gia đình thì sẽ không tin là mình đang mang thai khi mà mình báo tin ra. Tại sao em có Dạ. thể giải thích được Dạ, không? Tính nhây mà. đúng rồi, tính nhây lắm chị, Nhây. với lại giống như là bé đầu tiên, tự nhiên mình linh cảm là có gì khác lạ, mình linh cảm là mình sẽ có con. Nên là em đi mua que và em thử, thì em thử lần đầu tiên em thấy nó cũng lên 2 vạch, thế thôi em cũng không tin, em mua rất là nhiều que, mười mấy cái em thử nó đều lên 2 vạch, cái thì em mới chụp hình lại, nhưng mà em cũng để đó em không nói gì hết đó. Cái gần ngày đó là ngày tạ cá tháng 4, cái thế là em mới, chồng em thì đang dưới nhà coi tivi, em gửi tin nhắn tới là chúc anh cá tháng 4 vui vẻ. Cái chồng em nói hả thiệt không, thế nói không tin lên đây, thì lên đây thì em mới vừa thử thêm một cái que mới thì mới cho chồng em xem, thì chồng em mới tin là cái đó là sự thiệt. Cái xong rồi mình cũng bỡ ngỡ, mình cũng sợ, thì chồng em nói có gì đâu sợ, thì giờ người ta đẻ được người ta nuôi được thì mình cũng đẻ được mình nuôi được, Vậy thì đứa thứ giờ báo hai, đại vậy vậy thôi. đứa thứ hai có sợ không? Đứa thứ hai là chị, đứa thứ hai giờ không, thì mọi người đang ngồi chơi thì chồng em xuống báo là
à, giờ con bầu nữa nha. Cái xong nhà nó, ủa thiệt hả? Vậy là sau khi giấy tờ là xong hết rồi thì là lúc đó là thai của em là bao nhiêu tháng để hai mẹ con, ba mẹ con chuẩn bị qua Mỹ? Dạ lúc đó là thai khoảng 3 tháng mấy. Dạ. Tại vì một chồng em thì ở bên đây nên là cứ mỗi lần về thăm hai mẹ con là ở 6 tháng thì mới quay lại bên Mỹ. Dạ. Yeah. Vậy là 3 tháng là bắt đầu ba mẹ con bay qua đây. Dạ. Rồi khi mà bay qua thì cái thời tiết lúc đó em bay qua là mùa gì? Dạ, lúc đó em bay qua là cỡ mùa thu, cỡ tháng 4, tháng 5. Ồ, vậy là đỡ. Dạ, tại vì nếu mà rơi vào tháng 11, tháng 12 là bắt đầu là cái... Dạ, rất là lạnh. Rồi qua đây thì có bị ngén không? Dạ, bé thứ hai thì dạ. Em bị ngén nhẹ, là cái mình mệt thôi rồi khó ngủ. Nhưng mà không bằng bé thứ ba. Bé thứ ba là em không có nghĩ là... Tại vì thường thường mọi người hay nói là có con so thì mình mới dậy bị nghén. Còn thường thường con rạ thì không có bị nghén, nhưng mà em thì ngược lại. Con so đầu tiên của em là em khỏe vô tư. Em ba đứa hả? Dạ, em ba đứa. Nãy giờ chị tưởng có hai đứa nhỏ đó. Ủa là ba. Dạ. Nhưng mà sau khi sanh bé thứ hai, dạ, thì bao lâu thì em dính bé thứ ba? Sau khi sanh bé thứ hai thì tụi em cũng có kế hoạch là em định là không có đẻ nữa. Tại vì em muốn đi kiếm việc làm chứ ở nhà đúng ngoài rồi. Cũng trùng buồn. Chân cũng buồn. Nhưng mà khi biết tin bé thứ ba dạ. Thì chồng em biểu hiện như thế nào? Thì chồng em cũng rất là vui. Tại vì là chồng em với lại gia đình chồng là khuyến khích là nên đẻ thêm. Tại vì chồng em với lại gia đình chồng là thích là nhà đông con cháu. Sẵn mình đẻ mình nuôi luôn một lần. Tại vì ở Mỹ thì không có ai phụ hết. Nên là mình sẵn mình cực một lần thôi. Rồi mốt thì cho nó đi học luôn một lượt thì nó sẽ đỡ hơn. Nên là mình cũng quyết định là đẻ luôn. Vậy là em sanh bé đầu là bao nhiêu tuổi? Bé đầu bây giờ là bao nhiêu? Bé đầu bây giờ là gần 6 tuổi. Còn bé thứ hai? Dạ, bé thứ hai là tháng 12 này là được 4 tuổi. Rồi dạ. Bé cuối cùng? Bé cuối cùng của em là hôm nay là tròn 9 tháng. Ồ vậy? Dạ. Cái quá trình mà sanh mổ với lại sanh thường em thấy có khác nhau không? Dạ có, thì em thấy sanh thường thì... em có cảm giác là em lành lẹ hơn. Còn đối với sanh mổ thì cái việc mà để mà mình đi lại hay là ẵm bồng con á, thì thấy khó khăn hơn. Nhưng mà khi mà sanh mổ vậy lúc mà ở bên đây á, dạ, thì em ở trong bệnh viện bao lâu? Em chỉ ở 2 ngày thôi là em sinh về. Em muốn đi về sớm là để lo cho bé đầu tiên. Tại vì mà lạ nước cả cái qua bên đây á, rồi ở nhà không có thấy ai quen á, chỉ có thấy mẹ là quen nhất thôi, còn họ hàng thì đều là người lạ mặt, nên là bé rất là sợ. Nói chung là đi đâu thì cũng phải cần có mẹ hết, hay là nấu nướng hay cái gì là nói chung là túc trực 24/24 sát bên mẹ không rời. Nên là khi mà chồng chở vô thăm mẹ thì thấy mẹ tập đi thì đi vòng vòng ở trong khuôn viên bệnh viện nè, thì cứ mỗi lần em đi ngang phòng á là kéo tay em đi tiếp, không có cho vô phòng. Thì em mới nghĩ là chắc trong phòng chán quá nên là muốn đi vòng vòng. Xong lát rồi em bé khóc đòi ti á, thì em mới đi vô. Nó lại cũng không cho, cái đứng nó khóc hoài không cho vô. Cái mình mới hỏi là sao con vậy. Bé nó nói mà em không có nghĩ là con nít mà cỡ 2 tuổi mấy 3 tuổi mà có thể nói lên cái câu đó. Là bé nó nói là mẹ vô phòng là mẹ chơi với em, mẹ không có chơi với con được. Nên là con muốn mẹ thì chơi vòng vòng ngoài đây với con thôi. Mỗi lần mà nghe bé nói vậy á, hai mẹ con ôm nhau khóc như đó luôn. Như người ta hay nói là con nít không có biết gì nhiều. Mà mình không có nghĩ là con mình nó nói vậy là chứng tỏ là nó bị cô đơn quá. Bây giờ nó không có tin tưởng được ai á. Bây giờ nó chỉ có mình là điểm tựa thôi. Nên là em mới nói với bác sĩ á, là em xin em đi về. Thì bác sĩ mới nói là mới mổ xong mới nằm được có ngày à. Mà đi về thì đâu có đi được, đâu không có cái ấy được. Cái thì em mới nói không, thì nhà chỉ cách đây có 5 phút thôi. Nên là giờ cứ xin cho đi về, nếu như mà có chuyện gì đó thì hứa, ký giấy cam kết là sẽ hứa là có chuyện gì là tự chịu trách nhiệm. Rồi sẽ quanh lại bệnh viện nếu như cần. Thì bác sĩ người ta cũng mới cho về, người ta dặn là nếu như mà về mà trong thời gian đó mà có bị băng huyết hay gì á là phải lập tức trở lại bệnh viện ngay, chứ không được ở nhà. Nên thế là thôi kệ, cứ nói chồng hôm nay ráng về thêm một ngày nữa đi, rồi sáng mai rồi em trong đó em tự làm hồ sơ xuất viện, rồi tới trưa là hai cha con vào rước hai mẹ cho con đi về thôi. Chị thấy á, dạ, em á là một cái người mà rất là biết quan tâm đến cảm nghĩ của con. Tại vì cái trường hợp mà như em nói á, tại vì chị cũng đã nghe và cũng đã có chứng kiến cái đứa bé đó
là khi mà biết ba mẹ có em bé rồi là đứa bé đó giống như là tự tách ly nó ra luôn, bé đó giống như là bị tự kỷ luôn á. Yeah. Có nhiều cha mẹ người ta quan tâm để ý tới con cái, tới cảm xúc thì người ta sẽ giật mình, tới người ta sẽ dung hòa được. Chị đồng cảm được với em, chị đồng cảm là tại vì bé trai thì không sao, nhưng mà bé gái cái cảm xúc của nó nhiều lắm. Những cái từ ngữ, cái ngôn ngữ nó không có nhiều. Yeah. Nhưng mà cái gì mà thật nhất, cái gì mà chất nhất thì nó đều nói giống như nắm tay em. Yeah. Đi vòng vòng. Nhưng yeah. mà sốt. Đúng rồi, chị nghe chị rất là đau lòng. Yeah. Hai ngày mà em đi về, một cái quá trình đó gọi là sinh tử, tại vì rất là nguy hiểm. Yeah. Thì về thì mình cũng sợ lắm chị, giống như là về ngày đầu tiên á, thì em cũng kêu chồng em là cứ đi làm tiếp, hai mẹ con ở nhà thôi. Tại vì chồng là làm cho gia đình á, nên là cũng tranh thủ xin là thay vì là làm tới tối về, nhưng mà giờ vợ đẻ thì con xin là nửa buổi về thôi. Thế thì chồng đi làm. Cái mà con bé nhỏ của em thì là nó hơi bị vàng da nhẹ, tại vì bị đẻ sớm 2 tuần á. Nên là mệt, ngay nó đẻ là ngay tháng 12 nữa, mùa đông nữa, trời lạnh lắm, bây giờ đâu có ra ngoài phơi được. Cái sáng nào hai mẹ con cũng lẹt đẹt ẵm em từ trên lầu đi xuống, đứng ngay cửa sổ, có miếng nắng đứng ngay cửa sổ đứng phơi cho bé được nhiêu hay nhiêu. Thì ngay cái ngày đầu tiên mà em bước chân về nhà đó, là sáng đó là em đang đứng phơi cho con, là em nói chị em bận bộ đồ bộ mà máu nó tu, đang đứng mà máu nó tu ướt nhẹp bộ đồ bộ luôn. Cái mà nhà giờ mọi người cũng đi làm, giờ đâu có ai. Rồi xong thôi thả con xuống, rồi nhắn với gái lớn là con ngó em cho mẹ, mẹ thay đồ xong rồi đó, cứ để con nằm kế bên, để cái ghế nằm kế bên, ở đây mình lau dọn ở dưới nhà rồi này nọ. Xong rồi bắt đầu ẵm con tiếp, ẵm con đứng phơi tiếp, mà đâu dám kể cho ai. Mà giờ em nói chị giờ cũng đâu có quen biết ai bên đây đâu mà gọi, mình cũng không dám gọi làm phiền chồng. Cho tới tối chồng đi làm về thì mới kể cho chồng nghe là bị chảy máu nhiều vậy. Chứ thì chồng mới nói ồ vậy đi vô bệnh viện không, thì đi vô bệnh viện, thì bác sĩ cũng dặn là bị như vậy là phải vô. Nó không, thôi đi vô bệnh viện mất công người ta giữ lại rồi lại tội nghiệp con nhỏ lớn. Mới đi về được có một đêm, cái thế là thôi em nói chồng em là thôi kệ ráng, để nếu như mà từ giờ mà tới sáng mai mà nó bớt á thì khỏi vô, còn nếu như mà nó không bớt á thì hãy vô, thì chắc ông bà gia tiên cũng phù hộ, nên là tới sáng ngày hôm sau thì em bớt, em hóa ra máu nhiều như lúc đầu nữa. Thì nên là em nói chồng em thôi đi làm tiếp đi, chắc không sao đâu, hai ba mẹ con ở nhà tiếp. Rồi bây giờ chị hỏi là chăm sóc ba đứa nhỏ, cái bé đầu tiên, bé thứ hai và bé thứ ba có khác nhau nhiều lắm không? Dạ khác nhiều, tại vì bé đầu tiên của em là nói chung là hai mẹ con đều dễ. Dạ, từ lúc mà mang thai cho lúc mà sanh ra. Bé đầu tiên của em là nó ngủ suốt hơn 6 tháng. Nó ngủ nhiều hơn là nó thức, ngủ nhiều hơn là nó bú. Xong rồi còn có ông bà chăm phụ, nên là mình cảm thấy wow, đẻ nhàn tên. Ai cũng nói chăm con cực, mà mình thấy trời, chăm con mình nhàn quá, mình không có gì gọi là cực hết. Tới bé thứ hai, ở bên đây có một mình, chỉ có hai vợ chồng lủi thủi thôi, còn thêm một bé nhỏ nữa. Mình mới thấy là hình như là mình nghĩ sai rồi. Mình thấy mọi thứ nó đảo lộn nè, nào phải cơm nước, nào phải lo con, rồi nào phải cho bé nhỏ này nọ. Nên là bé thứ hai thì gọi là rất là tội nghiệp, là em không có sữa cho bé bú, em phải cho uống sữa ngoài. Còn bé thứ ba? Dạ, bé thứ ba thì cũng hên là trong thời gian mà em gần sanh thì là có chị em từ Texas qua. Nên là trong hai bé lớn, khi mà về thì chị em mà về công việc bay lại Texas thì là ông bà ngoại lại bay qua. Trời, vậy là mừng. Nên là em chăm con thì là có thời gian kích sữa, có thời gian nghỉ ngơi, rồi nói chung là mình không có bị áp lực nhiều, tại vì có người phụ, nên là mình rất là thoải mái. Nên là cho tới bây giờ là bé chưa uống giọt sữa ngoài nào hết. Rồi em có kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất không? Trong ba bé không? Trong ba bé của em thì chắc đáng nhớ nhất là chỉ có với em với lại bé đầu tiên thôi. Thường thường chỉ có hai mẹ con, lúc đó thời gian đó bên Việt Nam cho tới 2 tuổi thì cũng là một thời gian dài. Thì em nhớ lúc đó là bé nó được 1 tuổi mấy á, là lúc đó là chồng em vừa mới ở đây chơi để đi về lại Mỹ để đi làm. Thì hai mẹ con đang chơi vậy nè, thì bé tối sắp ngủ rồi, thì đang ngủ thì nó khoảng 11 giờ mấy thì nó dậy, nó ói thôi. Thì mình thay đồ cho nó, mà nó vẫn cười vui vẻ bình thường. Nói xong mình thay đồ cho nó, xong mình rờ mình thấy nó sốt. Mình nói ủa, nguyên một ngày nó vẫn bình thường, nó không gì hết, mà giờ tự nhiên nó đang ngủ mà ngồi vậy nó ói, xong rồi nó lại sốt. Xong rồi mình mới đi qua, mình gõ cửa phòng, ba mẹ con của con tự nhiên nó đang bình thường mà giờ nó ói, xong rồi chuyển qua nó sốt. Vừa mới nói cái câu đó là bé nó bị co giật luôn á chị. Em hết hồn. Tại vì lần đầu tiên mình mới biết như vậy luôn, mình cảm thấy sợ. Cái thì em không biết làm gì hết, chị ôm con, ghì con lại, nói kêu ba mẹ cứu con em.
đó là ba em mới đi xe cấp cứu đi vào bệnh viện Nhi Đồng liền. Cái mà em đâu có dám ngồi trên xe, em đâu có dám ngồi trên xe nhịn con em ra, em sợ quá. Em thì em chạy xe máy chạy theo thôi, vừa chạy mà cứ khóc, vừa chạy mà khóc. Chạy lên tới bệnh viện, vô trọng nhìn xung quanh, bé từ mấy tháng tuổi cho tới mấy tuổi, kim tim này nọ đầy mình, cho mình hết hồn. Nó hồi xưa giờ mình cũng có vô phòng cấp cứu của người lớn mà không có nghĩ là phòng cấp cứu của nít mà nó tới mức độ vậy. Mà con mình là nó chỉ sốt thôi, rồi người nó chỉ giật lên vậy thôi. Mà tới mức đó thì nghe tiếng con mình khóc thì quay qua thì thấy con mình người tàn kim tim rồi, xong rồi phải thở oxy, mà miệng thì cứ khóc rồi kêu mẹ. Thì chạy tới kế bên thì mới thấy là mọi người là đang gán lấy ven cho nó, thì ven tay da của nó thì mỏng, khó kiếm được cái ven, tay chích bầm hết trơn mà không lấy được ven, phải chuyển qua xuống lấy ven chân. Khóc lát hồi khóc đuối quá là nó lả người đi, nó ngủ luôn. Là bác sĩ phải bắt mình đi ra ngoài, không có cho ở trong đó nữa, đứng ở ngoài cửa vô nhìn con thôi. Rồi xong rồi đợi làm thủ tục lấy phòng, rồi đợi khi nào mà con nó qua cơn co giật á, người ta kiểm tra là nó ổn định được chút xíu thì mới cho đi ra phòng ngoài gặp mẹ. Thì là nó ở đó khoảng chừng 10 ngày. Nhưng mà có nói nguyên nhân tại sao bị không em? Sau 4 ngày mà để mà xét nghiệm đi xét nghiệm lại thì bác sĩ nói là nó bị sốt siêu vi. Nhưng mà lý do vì sao thì cũng không biết được. Nhưng mà cứ bắt là chờ thôi, cứ ngày nào cũng phải lên xét nghiệm máu ngày nào. Cho tới ngày thứ 10 á thì là mới thấy là nó bắt đầu nó phát ban. Thì nó phát ban thì bác sĩ nói bây giờ nó phát ban thì là chứng tỏ là nó đỡ hơn rồi. Yeah. Là nếu như mà bây giờ nó phát ban mà từ đầu mà nó xuống tới chân á thì ok, mình sẽ được cho bé đi về. Yeah. Còn không thôi là bé phải ở lại nhưng mà phải chuyển khoa khác, chứ không được nằm ở bên khoa này nữa. Uh-huh. Thì ngày nào em cũng đọc kinh, đọc chú Đại Bi. Yeah. ngồi cầu cho con rồi này nọ. Mà tại vì mẹ em dặn đọc chú Đại Bi là từ hồi lúc mà bắt đầu mà có bầu bé đó. Nên tối nào cũng phải đọc và xong ngày nào. Mà nó bệnh rồi nó khó chịu, nó không ngủ được. Hai mẹ con phải ôm nhau ngủ ngồi. Vậy là qua chương trình này là bé đầu tiên sẽ được biết được tình cảm của mẹ dành cho mình như thế nào, thấy được cái quá trình mà mẹ vất vả và những giọt nước mắt của em rơi cho bé như thế nào. Và bây giờ sức khỏe của em sau khi sanh nở nó có khác nhau gì không? Dạ có, khác một trời một vực. Cái thứ nhất là em não cao vàng cực kỳ. Là sao? Em hay quên cực kỳ. Mình có một cái chung một cái điểm là đúng rồi, em não cao vàng. Em nhiều khi em mở tủ lạnh ra xong bỏ điện thoại vô tủ lạnh xong đóng tủ lạnh lại rồi em đi kiếm vòng vòng nhà. Ủa vậy luôn á hả? Em không nhớ được luôn, là giống như là em vừa mới làm chuyện đó xong, em vừa mới nấu đồ ăn xong, em tắt bếp rồi. Em đi lên lầu khoảng nửa tiếng sau em nói chết cha, không biết mình có tắt bếp chưa ta. Em phải chạy ngược xuống nhà, hoặc là đang đi giữa đường dẫn con đi chích vậy đó. Ủa em có mang sổ chích ngừa chưa vậy anh? Cái con đó, cái chồng em mới nói là hả? Ủa có nhắc trước khi đi rồi mà, có kêu kiểm tra rồi mà, mới nói là em có rồi, em có hết rồi. Cái đó, không anh đợi xíu đi, anh tắt xe vô lề đi để em coi lại lần nữa. Ngoài cái chuyện đó thì còn có biểu hiện nào khác không? Có một vấn đề em rất là được lợi, đó là em luyện được bất tử thần công, là em miễn nhiễm với tất cả các bệnh vặt như là cảm sốt này nọ. Thí dụ nguyên một gia đình đi thì người ta sẽ nói là sẽ bị lây chéo, một người bệnh thì sẽ toàn bộ người trong gia đình đều bệnh. Thì ba cha con có thể là sẽ bệnh chung với nhau, nhưng mà em mặc dù tiếp xúc với các con nhưng mà em không bao giờ em bệnh. Hay quá. Yeah. Sau chương trình này chị học được hai từ của em. Bất tử thần công. Con em mà bệnh là lây qua cho em. Chị cũng bị. Yeah. Ví dụ như một người trong nhà bị. Yeah. Là nguyên một cái group đó bị. Dạ đúng. Chồng em cứ chọc hoài, chồng em nói ủa tại sao nguyên gia đình ai cũng bệnh mà sao có mỗi mình bà không bệnh, sao bà kỳ vậy đó hả? Đang luyện bất tử thần công thì không thể nào mà bệnh được. Vậy nên là khỏi bàn. Cái này nó hơi tế nhị. Dạ. Là chuyện vợ chồng á có thay đổi không? Dạ không, vợ chồng em vẫn bình thường, vẫn nhây nay nọ bình thường. Không phải nhây đâu em, hai chuyện chăn gói á. Chuyện chăn gói. Dạ không luôn, vẫn không thay đổi, vẫn bình thường. Nó có giảm không? Không em? Hay là nó giảm đó. Đi? Kháng kích hơn thì nói chung là đối với em thì em cũng tự ti á. Tại vì em mập hơn so rất là nhiều. Nói chung là từ khi mà em bắt đầu em sanh bé thứ nhì á. Là em rất là khó xuống cân luôn. Có khoảng 2 năm là em không dám bận đồ ôm, không dám bận đầm. Em chỉ có bận quần legging hay là quần jogger hoặc là áo thun. Nhưng mà áo thun là em phải mua size bự hơn em một size thì em mới dám bận. Chứ mà kêu bận áo thun ôm là em không dám bận. Nhưng mà em có giảm cân hay là gì không? Dạ, cũng ráng ăn giảm cân. Nhưng mà giờ thì mọi người trong nhà thì cứ thấy mình ăn giảm cân vậy bắt chăm con ăn như vậy sao mà được, đâu có đủ sức mà chăm con. Mà dù trong một ngày em chỉ ăn có từ 1 tới 2 cử thôi, nhưng mà không hiểu sao mình vẫn mập. Chồng em hay chọc em là hít không khí là cũng đủ mập rồi em không cần nha.
hết không khí nó cũng đủ ngập rồi em. Em không cần nha. Thì nên là bởi vậy mỗi lần mà gần gũi chồng thì mình cũng ngại á. Dạ. Tại vì hồi xưa thì mình thấy mình tự tin rồi, có bé đầu tiên xong rồi là hả, em lấy lại dáng rất là lẹ. Nên là mình cũng không sợ. Rồi bây giờ mình ngại nên chồng thì cũng nói hả, ủa tôi thấy gì đó, tôi thấy bà đẹp hơn hồi xưa mà. Hồi xưa bà như con khô. Còn bây giờ tôi thấy hả, có da có thịt, thấy con gái như vậy phải đẹp hơn chứ hồi như hồi xưa như con khô. Còn bây giờ không sao đâu em. Em cứ việc mập đi, không sao. Nhưng mà không sao chị, em có bí quyết. Em đã nuôi được chồng em mập ngang ngửa em. Bụng của chồng em đã hơn em nên là mọi người cũng hay chọc chồng em là từ ngày có vợ bắt đầu phát tướng lên. Em nói thì đúng rồi, thì vợ phát thì chồng cũng phải phát thì mới gọi là nuôi chồng giỏi, chứ còn không thôi tao quở chết. Chồng em cũng được cái là không có chê vợ. Nói chung là trước giờ là em chỉ có thấy em xấu thôi, chứ chồng em thì chưa thấy chê em xấu bao giờ. Người thương mình mà bao giờ chê mình. Vậy chồng em có tật xấu không? Chồng em hả? Hồi trước mà chưa lấy nhau thì có tật xấu là bồ thì là sẽ dưới mức bạn với lại gia đình. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau á, rồi có con á, thì là tạm thời là chỉ có mỗi cái tật xấu là nhiều khi em test tin nhắn á. Tại vì em thì thích test hơn là thích gọi điện. Mà nhiều khi xin chơi cho vui vậy đó, không có trả lời. Dạ đó là tật xấu thôi, chứ còn ngoài ra là hiện tại là chưa có. Đi làm về là chỉ có về nhà chơi với vợ con thôi. Còn không có tụ tập bạn bè như hồi trước. Rồi còn không thôi thì là rủ bạn qua bên nhà chơi để có vợ con ngồi dưới chơi cùng thôi. Rồi qua chương trình này thì em có muốn nhắn gửi với lại các bà mẹ bỉm sữa không? Ừ, dạ có, thì em chỉ muốn nhắn gửi những bà mẹ bỉm sữa sắp và đang làm mẹ, thì là mình nuôi con thì là cái đó là bản năng thiên chức của một người mà làm mẹ, một người phụ nữ rồi. Nên là mình không cần phải gì sợ sệt á. Tự động vô thế là sẽ biết cách giải quyết. Cô bé này rất là văn minh mà rất là hiện đại luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em những cái lời chia sẻ rất là chân tình. Chương trình cũng xin gửi cho em gần đen. Vi sinh đến từ Nhật Bản và có tác dụng là chống lão hóa da và chống ngăn ngừa bệnh cúm. Mà chắc ngăn ngừa bệnh cúm là em không bị rồi đó. Có thể là sử dụng cho gia đình chồng em hay là những người thân trong gia đình đó. Em thể cho họ sử dụng được. Em cũng xin cảm ơn chương trình và cảm ơn hai chị vừa buổi trò chuyện hôm nay. Rồi em có muốn nhắn gửi gì cho chồng em không? Em chỉ mong chồng em là mỗi lần mà em uống trà sữa thì bớt cằn nhằn chút xíu. Tại vì giờ dù sao hít không khí thì cũng phải mập. Thì giờ mình cứ làm cái gì mà mình thích thôi. Và cho chị hỏi là hồi nãy khi mà em đến á, có một em bé nhỏ. Em có thể cho cái bà mẹ bỉm sữa nhìn thấy em bé nhỏ nhất của em được không? Dạ được. Hello there. Hello there. Và đây là bé thứ ba của em đúng không? Dạ. Bé được 9 tháng ngày hôm nay. Tiếc quá, đến đây thì chương trình cũng đã tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.